Vâng, và gian lận thi cử là vấn đề của mọi nền giáo dục, mọi quốc gia và có lẽ là đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước kể từ khi mà con người nghĩ ra những chế độ thi khoa cử. Cùng với sự phát triển của công nghệ thì việc gian lận ngày càng tinh vi, hiện đại và khó phát hiện hơn. Song có lẽ vì nghĩ rằng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, càng nhỏ thì càng khó nhìn và lại càng dễ bị lộ. Cho nên một nhóm sinh viên Nga đã đi ngược lại xu hướng này và làm ra một phao thi khổng lồ dài tới gần 4 mét. Nhóm sinh viên khoa vật lý tại trường đại học bang Voronezh của Nga đã kỳ công tạo ra một chiếc phao được cho là lớn nhất thế giới với chiều dài tới 3,65 mét. Phao thi này ghi chép đầy đủ câu trả lời của 35 câu hỏi bộ môn vật lý hạt nhân trong đề cương. Được biết là họ đã phải mất 7 ngày liền để dày công chuẩn bị. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, chiêu gian lận này cuối cùng vẫn bị thầy giáo phát hiện ra. Tuy nhiên không rõ là sau đó họ có phải chịu hình thức kỷ luật hoặc là có vượt qua được môn thi đó hay không.